Đây là em tìm bệnh án phần hành chính là bệnh nhân nam 61 tuổi giới tính nam, nghề nghiệp bán tạp hóa, địa chỉ là khóm 3 phường 5 thành phố Bạc Liêu. Số điện thoại của người thân là vợ Nguyễn Thị Nga 0907677050. Bệnh nhân vào viện lúc 10 giờ 45 phút ngày 27 tháng 8 năm 2017, lý do vào viện là đau ngực. Bệnh sử là cách nhập viện 4 ngày. Bệnh nhân đang nằm nghỉ thấy đau ngực sau khi ớt dữ dội, cảm giác như ngực bị đè nén khiến bệnh nhân khó thở cả chỉ hít vào và thở ra. Đau như trên kèm theo sốt không rõ nhiệt độ, huyết áp tụt được hồi sức tại bệnh viện Bạc Liêu và sau đó chuyển ra khoa Trung ương Cần Thơ bằng xe cứu thương. Tình trạng bệnh tĩnh, mặt đỏ, tiêm đều thổ không ra. Dấu hiệu tim mạch có nổi thì lúc nhập viện không ghi nhận trên những tiếng bệnh phòng. Ngày 1 và 2 sau nhập viện thì bệnh nhân tỉnh tiếp xúc được, nằm nghỉ tại giường, nằm đầu ngang được, thở oxy. Hiện tại là ngày thứ 3, bệnh tỉnh tiếp xúc tốt, da niêm hồng nhạt, thở oxy qua sốt 43 phút, sốt 39 độ C, đau ngực giảm, nằm đầu ngang được, không tiêu thêm, tiểu qua sông 1 lít ngày. Tiền sử bản thân là bệnh nội khoa cách đây 10 năm, có tăng huyết áp, uống thuốc hai viên ngày không rõ loại, huyết áp tối đa 170 trên 110 mm chỉ con, huyết áp dễ chịu là 130-80, thường xuyên đau thượng vị lệch trái, tăng nhiệt đối, chưa nội soi dạ dày lần nào. Tháng gần đây bệnh nhân thang thường đau ngực khi đang nghỉ ngơi, đau phóng qua người tự hết. Tiền sử ngoại khoa là chưa ghi nhận bệnh lý. Thì thói quen thì hút thuốc lá 40 gói năm, đã bỏ tháng nay 5 năm, uống rượu bia, tăng lạc, chất béo. Thì sự gia đình thì cha có từng bị tăng huyết áp, không ai mắc bệnh ung thư thấy cũng được. Khám lâm sàng, tổng trạng là bệnh tĩnh, tiếp xúc tốt, da niêm hồng nhạt, dấu hiệu sinh tồn, mạch kín 2 lần phút, nhiệt độ 39 độ C, thở 24 lần phút, huyết áp 120-60, cân nặng 65kg, chiều cao 1m65, BMI 23,8, thôi. Có khô lưỡi dơ thôi, tiếng giác không to, mặt ngoại vi sạm không chạm, không phù, kháng tim, ngực cân đối, không mẫu động bất thường, mẫu tim lập ở khoang viên sườn 5 thì trung bình trái, tần số tiếng 2 lần phút đều không âm phổi. Khám phổi là một cân đối di động đều như thở, không tuần hoàn hệ, trung thanh đều hai phổi, mở trong thì đầu thứ hai thì dựa đều hai bên. Khám bụng thì bụng cân đối di động nhiều hơn thở, không tuần hoàn hệ, di động được 16 lần trên 2 phút, rõ được tuần thấp thanh tính, thanh thực tràng không vàng dưới răng, các cơ quan khác chưa ghi nhận bất thường. Tóm tắt bệnh án là bệnh nhân nam 61 tuổi vào viện vì đau ngực, qua ở bệnh sử tiền sử thăm khám thì ghi nhận hội chứng bệnh cấp đau ngực sau xương ức đè nén kéo dài trên 2 phút không giảm, đau nghỉ ngơi không lan, hội chứng máu không cấp mức độ nặng, nôn máu, đi cầu không đen, nhanh dưới áp cục, khuyết tim lạnh, đỏ mồ hôi, khi giá lơ mơ. Khuyết huyết tiêu quá trên là nôn máu đỏ bầm, tiêu không đen, da nguyên nhạt, tay chân lạnh. Hội chứng nhiễm trùng là sốt 39 độ C, mạch nhanh, mồ hôi nổi lên. Tiền sử thì tăng huyết áp, điều trị không yên lộn, đau thượng vị, nhiều cơn đau, các bệnh tật xảy ra trong một tháng nay. Thì chuẩn đoán lâm sàng thì là xuất huyết tiêu quá trên, mức độ nặng, với tiếng sống mất máu, nghĩ do lấy dị dày tá tràng, tại ổn. Nhờ máu cơ tim cấp vùng tứ động clip 1 để dùng tiêu sữa huyết, tăng huyết áp giai đoạn 2 trên sinh sinh 6 nguyên cơ C. Chuẩn đoán phân biệt là xuất huyết tiêu hóa trên mức độ nặng, nghĩ do lét dạ dày tá tràng, hiện tại ổn. Nhờ máu cơ tim cấp vùng tứ động clip 1 đã dùng tiêu sữa huyết biến chứng cho huyết tim cấp, tăng huyết áp giai đoạn 2 trên sinh 6 nguyên cơ C. Biện luận: bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa trên, ói máu đỏ bầm, không lỡ thức ăn, lượng 200 ml, tiêu phân đen sợ cắm, phân tầm nguy cơ theo đốc cam lâm sàng thì có được 2 điểm, đi được 5 điểm là nguy cơ cao. Nguy cơ cao có nghĩa là khó tự cầm máu, giữ trả máu lại, giữ tử vong và còn ổn định huyết động nhanh. Nghĩ bệnh nhân có lét dạ dày tá tràng vì bệnh nhân thường xuyên đau thượng vị lệch trái, tính chất luôn.
tính chất máu nôn không màu ạt, giữ giãn vỡ tĩnh mạch thực quản, máu đỏ tươi và bệnh nhân cũng không có bệnh gan kèm theo nên ít nghĩ đến xuất huyết tiêu hóa trong dạ bạn giãn vỡ tĩnh mạch thực quản hơn. Bệnh nhân này có dùng tiêu sợi huyết nên có thể là yếu tố nguy cơ gây xuất huyết tiêu hóa trên. Bệnh nhân này có sốc thì có bằng chứng giảm tính máu mô cấp tính như nhịp tim nhanh, thở nhanh, huyết áp trung bình thấp, vã mồ hôi, tri giác lơ mơ, tiếp xúc kém, tay chân lạnh. Các loại sốc mình có thể nghĩ ở bệnh nhân này là đầu tiên là sốc giảm di tích vì lâm sàng có hội chứng mất máu cấp. Hội chứng nhiễm trùng thì có thể giải thích do sốc gây vấn viêm hệ thống. Thì hệ thống tái tưới máu và tưới máu cục bộ sẽ khởi phát quá trình khuếch đại quá trình viêm lên tăng sinh các cytokine, phá hướng động và hoặc phá bạch cầu, tổn thương động mạch. Tại vì sốc xuất hiện trong mọi hệ thống cơ quan cho nên là tưới máu cũng sẽ xuất hiện tại mọi hệ thống mọi cơ quan trong cơ thể, là điều chỉnh huyết động nhanh chống sốc, giảm thể tích và sốc tim sẽ làm hạn chế đám viêm được xuất hiện. Trường hợp thứ hai là cũng có thể nghĩ chèn ép tim cấp như viêm ngoài tim trên lâm sàng thì bệnh nhân cũng có bệnh cảnh của nhịp tim thấp, tri giác lơ mơ, khó thở, cảm giác chèn ép hạ ngực, thở nhanh, nhịp tim nhanh, tụt huyết áp, sốt. Bệnh nhân này không có dấu hiệu mạch nhịp, tĩnh mạch cổ nổi thì chưa ghi nhận, tiếng tim mờ cũng chưa ghi nhận, nó ít nghĩ đến trường hợp chèn ép tim này hơn là sốc mất máu. Tuy nhiên chèn ép tim mà không có dấu hiệu mạch nhịp thì cũng có thể xảy ra trong trường hợp mà tắt. Tuy nhiên một số trường hợp chèn ép tim mà không có dấu hiệu mạch nhịp thì có thể xảy ra trong trường hợp là thất trái, chức năng thất trái giảm nhiều và có tăng áp lực tâm trương hoặc là không yên nghỉ, thở chủ hay ép từng nhịp tim. Viêm màng ngoài tim sau nhồi máu cơ tim là biến chứng thường gặp, chiếm 25-40% nhồi máu cơ tim xảy ra trong vòng 30 ngày sau nhồi máu. Nguyên nhân này có liên quan đến độ rộng và viêm màng tử cơ tim ở thành trước nhiều hơn thành sau nên đề nghị thêm đo lại ECG chú ý 13R-14R, troponin TSH, serum B, serum tim, đánh giá vận động vùng, chức năng tâm lưu thất trái và ngoài tim. Serum sớm sẽ giúp phân biệt được là suy chức năng thấp và giảm thể tích tuần hoàn. Và siêu âm cũng là xét nghiệm loại trừ để xác định bệnh nhân tim siêu thấp phải thì tăng áp phổi có thể gây ra nguyên nhân tim thấp phổi thì siêu chức năng van, tất cả đều ảnh hưởng đến điều trị. Khả năng thứ ba là sốc nhiễm trùng, bệnh nhân này có hội chứng nhiễm trùng dựa trên lâm sàng điểm của sofa là 2 điểm, thở lên 2 lần/phút, huyết áp tâm thu dưới 100, mỗi cái 1 điểm thì bệnh nhân có nguy cơ nhiễm trùng huyết. Còn bổ sung thêm một số cận lâm sàng như khí máu động mạch, bilirubin, creatinin để tính điểm sofa và xem có nhiễm trùng huyết hay không. Tiêu chuẩn chuyên đoán sốc nhiễm trùng là bệnh nhân có nhiễm trùng huyết kèm theo huyết áp hạ, huyết áp dai dẳng, cần sử dụng thuốc vận mạch để duy trì huyết áp trung bình trên lớn bằng 65 mmHg và lắp ráp máu lớn hơn 20 mmol/L dù đã được mời vận hành thể tích đầy đủ. Vì vậy đề nghị nên xét nghiệm lắp ráp máu tầm soát ở nhiễm trùng với con phổi, tổng hợp các nước tiểu. Tuy nhiên khả năng sốc nhiễm trùng ít nghĩ hơn vì biểu hiện lâm sàng của sốc nhiễm trùng thường là tăng công lượng tim, biểu hiện bởi huyết áp cao chứ không phải kẹp, hệ số huyết áp cao chứ không kẹp, mức áp tâm thường thấp, đi ấm với độ phục hồi mà móng tốt, bệnh nhân có thể sốt, hạ thân nhiệt, tăng bạch cầu hay giảm bạch cầu và có nhiều bằng chứng khác của nhiễm trùng. Đề nghị thêm xét nghiệm phong huyết máu CRP và creatinin. Thì cận lâm sàng lúc nhập viện là hemoglobin có 5.9 g, tiểu cầu 7.9, bạch cầu 10.7, trong cầm máu thì bình thường. Sau khi truyền 2 lần máu thì hemoglobin lên 7.6, tiểu cầu 86, bạch cầu thì tăng. Thì ECG là nhịp so tần số 110 lần/phút, có sóng quy sâu từ V1 tới V5, độ T trên lên 20 m ở từ V1 tới V3, sóng T về có hóa chuyển đạo, trong đó nhồi máu của tim bán cấp được chút động, phát sinh máu thì không có gì bất thường, có troponin máu, troponin TSH
lúc ngày nhập viện lúc 13 giờ 49 ng/ml, tới 17 giờ chiều cùng ngày nhập viện thì là 4,38 ng/ml, CRV lúc nhập viện là 2,25 ng/dL, khí máu động mạch thì bệnh nhân có tình trạng co chuyển hóa tăng huyết áp tiền hô hấp. Tổng phân tích nước tiểu thì có pH to và niêm tiết dương tính. Xem tim thì các vùng tim không giãn, giảm động huyết thấp, giảm động nặng vùng mõm thành trước, huyết thâm thâm khung cấp tái 40%, bát 42 ng/ngon, không huyết khối trong vùng tim, không tràn dịch màng ngoài tim. Ít quan ngực thì chưa ghi nhận bất thường. Hiệu lượng cận lâm sàng là bệnh nhân này có giảm tiểu cầu, thì có nghĩ đến 3 trường hợp. Một là giả giảm tiểu cầu sử dụng ống nghiệm chứa ESTA làm giảm canxi kích hoạt lên phản ứng kháng viêm kháng thể là kết hợp tiểu cầu lại với nhau, cho nên xét nghiệm sẽ thấy tiểu cầu giảm giả. Và để loại trừ cái trường hợp này thì nên thử lại bằng ống nghiệm có chứa natricitrat hoặc heparin. Và thứ hai là trường hợp giảm tiểu cầu do heparin thì bệnh nhân nhập viện, bệnh nhân có nhồi máu cơ tim nên tại bệnh viện Bạc Liêu thì đã dùng Lovenox rồi, nên đặc điểm giảm tiểu cầu này thì em nghĩ là tiếp 1 thì nó khởi phát, vì khởi phát giảm tiểu cầu sau 3 ngày dùng Lovenox tiểu cầu giảm thấp. Tiếp 1 thì thường là tiểu cầu nó giảm nhưng mà nó trên 100 ngàn, nhưng trường hợp này bệnh nhân có 7 mấy 8 mấy ngàn thôi, nhưng em nghĩ là có thể là nó do kèm theo một cái quá trình sốc mất máu dẫn đến đáp ứng viêm toàn thân và nó gây đông máu là mạch lan tỏ nên giảm tiểu cầu. Hai cái bệnh này nó chồng lắp vào nhau cho nên tiểu cầu của bệnh nhân nó dưới 100 ngàn. Cái nữa là bạch cận lâm sàng có bạch cầu tăng, có CRP tăng, nước tiểu pH to, người niêm tiết dương tính. Niêm tiết dương tính thì đầu đặc hiệu là 91%, nên nghĩ đến những trùng tiểu do poly người thấy nước tiểu. Chẩn đoán xác định là xuất huyết tiêu hóa trên mức độ nặng, biến chứng sốc mất máu do lét nhiều tác vàng, hiện tại ổn. Nhà máu cơ tim cấp vùng trước rộng lít 1 để dùng tiêu sợ huyết, những trường được nhiễm trùng tiểu trên, nhiễm do poly, giảm tiêu cầu do enoxaparin, tăng huyết áp giai đoạn 2 là 6 glucosan. Điều trị, hướng điều trị chống sốc giảm huyết tích là bù dịch máu vận mạch, hiện tại bệnh nhân đã ra sốc. Xuất huyết tiêu hóa do lét dị dày tá tràng thì là hồi sức chống chóng như trên, cầm máu thì nội soi dị dày tá tràng khi huyết động bệnh nhân ổn định, chống tái phát thì dùng thuốc có chế bơm đầu tông thì vô lút 80 mg, duy trì 80 mg mỗi giờ trong 72 giờ tiếp theo, rồi sau đó thì chuyển sang rượu uống. Thì điều trị nguyên nhân thì mình xét nghiệm tầm soát HPLV, nhà máu cơ tim cấp vùng trước rộng, chỉ định can thiệp mạch vành thì bệnh nhân này không còn chỉ định nữa, tại vì nhồi máu cơ tim mà lớn 48 giờ bệnh nhân không còn đông ngực, không có bằng chứng có thiếu máu cơ tim tiến triển tiếp thì mình không cần BCI. Nghỉ ngơi tại giường, ức chế men chuyển thì có lợi là làm giảm tái cấu trúc thoát, ngừa suy tim sang nhồi máu cơ tim, giảm tỷ lệ tử vong. Và khi dùng ức chế men chuyển thì người ta khuyến cáo như khởi đầu là sử dụng Captopril thì thời gian tác dụng nó ngắn, khi nào ổn định thì mới chuyển qua thuốc có tác dụng dài. Ức chế beta thì có nhiều ưu điểm là giảm nhu cầu oxy cơ tim, giảm tỷ lệ tử vong suy tim, giảm rối loạn nhịp thấp sang nhồi máu cơ tim. Và chỉ định dùng beta lock trong bệnh nhân nhồi máu cơ tim thường là trên lâm sàng thấy bác sĩ ít dùng trong 24 giờ đầu, nhưng mà chỉ dùng khi lâm sàng bệnh nhân ổn định, không khó thở, suy tim sung huyết hoặc là và không có chống chỉ định của ức chế beta. Và khi sử dụng thì nên chú ý là bắt đầu từ liều thấp nhất và tăng dần. Statin thì kháng viêm, ổn định mảnh sơ vữa, chống cái tập tiểu cầu. Aspirin nó có tác dụng kháng viêm mảnh sơ vữa, giảm tái tắc nghẽn mạch máu, giảm tái phát biến cố thiếu máu cục bộ. Và theo khuyến cáo của Hiệp hội Nội soi châu Âu năm 2015 thì bệnh nhân đang sử dụng liều pháp kháng kết tập tiểu cầu kép mà bị xuất huyết tiêu hóa thì khuyến cáo là sử dụng tiếp tục aspirin và hội chẩn bác sĩ tim mạch để sử dụng những thuốc kháng các tập tiểu cầu thứ hai. Chống đông thì hiện tại bệnh nhân không dùng vì có xuất huyết tiêu hóa và giảm tiểu cầu. Chuyển sống huyết áp mục tiêu là 14 kính, ăn lạc, dùng thuốc để chế vận chuyển hình tượng những trùng tiểu và quinolone cộng xếp tiêu ra xong. Tiên lượng gần là dài dặt cho bệnh nhân có nhiều bệnh đồng mắt và máu cơ tim bán cấp, tăng huyết áp, những trùng tiểu,
nằm lâu trong bệnh viện có nguy cơ viêm phổi. Tiên lượng xa điểm tim y trong nhà máu cơ tim có tơ trên lên, bệnh nhân này là 8 điểm thì nguy cơ tử vong trong 30 ngày là từ 20 đến 30%. Dự phòng thì nhận xét về chỉ định dùng tiêu sợi huyết trong nhà máu cơ tim có tơ trên lên thì thời gian chuyển từ bệnh viện Bạc Liêu lên Cần Thơ lớn hơn 120 phút, thì bệnh viện Bạc Liêu có thể chọn phương pháp thì dùng tiêu sợi huyết. Tuy nhiên mà sau khi dùng tiêu sợi huyết thì bệnh viện phải chuyển lên tuyến có can thiệp mạch vành trong vòng 2 đến 24 giờ. Dùng tiêu sợi huyết nó có hiệu quả hay không hiệu quả? Thứ hai là khi dùng tiêu sợi huyết thì nên cân nhắc là nguy cơ chảy máu để hạn chế biến chứng xuất huyết tiêu hóa như trong trường hợp bệnh nhân này. Xét thứ hai là bệnh nhân chưa nhận được cái tĩnh mạch cảo nổi lúc nhập viện, thì dấu hiệu tĩnh mạch cảo nổi rất là quan trọng. Nếu bệnh nhân tụt huyết áp mà tĩnh mạch cảo nổi sẽ gây tình trạng tắc nghẽn như là thuyên tắc phổi, thuyên ép tim cấp hoặc là sốc tim. Đối với sốc tắc nghẽn thì phải giải phóng nhanh tình trạng chèn ép tim, tiêu sợi huyết hay lấy cục huyết khối cho bệnh nhân. Thuyên tắc phổi diện rộng hay phẫu thuật giải phóng tình trạng tăng áp lực ở bụng nặng. Vì thế trường hợp sốc tim giảm thể tích mà do xuất huyết, mục tiêu sớm nhất là truyền máu ngay lập tức, hồi sức dịch nhanh. Sốc tim thứ phát sau nhồi máu cơ tim thì mục tiêu là phải tiêu sợi huyết, tái thông mạch hay là phẫu thuật bắt cầu. Do đó thì cái dấu hiệu này rất quan trọng, cho nên ta cần chú ý khi tiếp cận bệnh nhân sốc. Về mục tiêu của heo viên trong truyền máu xuất huyết tiêu hóa thì thiếu máu có phần cho tình trạng phân phối oxy đến mô không đủ, mặc dù CVP và huyết áp trung bình nó đảm bảo. Do đó thì mức hồng cầu dung tích nên được nâng lên trên 30%. Sau khi hồi sức và bệnh nhân ổn định thì truyền máu để duy trì mức hồi viêm từ 9 gram trên decilit trở lên nó không có ý nghĩa cải thiện được tỷ lệ tử vong, mà nó còn tăng nguy cơ từ tai biến trong truyền máu. Và trường hợp bệnh nhân bị sốc thì em nghĩ là nên đo huyết áp xâm lấn ở động mạch ngoại biên hay động mạch đùi, vì mình có lợi cho bệnh nhân với tình trạng sốc thì nhịp tim thấp hay huyết áp thấp. Đo huyết áp bằng băng vốn sẽ không còn chính xác nữa. Thì thông qua đọc đặt ra theo động mạch xâm lấn thì có thể đánh giá được huyết áp trung bình, hiệu số huyết áp, có thể đánh giá được bệnh nhân có thiếu dịch tuần hoàn hay là đáp ứng với bệnh dịch hay không. Và đặt catheter này thì thông qua đó ta có thể lấy được cái máu động mạch hay lấy máu khác dễ dàng hơn. Kèm với siêu âm tim nữa thì thường chúng ta sẽ không cần phải đặt thêm cái catheter động mạch phổi khi nghi ngờ là sốc giảm thể tích, sốc tim hay là sốc nhiễm trùng, vì siêu âm tim có thể xác định được. Hay là nhịp son, hay là nhịp son tần số 110 lần phút đều trục trung gian, trừ sóng B đỏ ở D2, D1 thì sóng B âm, sóng B khoảng 0,12 giây, sóng BR thì dưới 0,2 giây, rồi phút bộ quy rửa. Bộ bây giờ thì thấy quy sâu rộng từ cái V1, V2, V3, V4, V5 và ST, rộng ST thấy trên lên ở V1, V2, V3 sóng T. Sóng T thì dẹp ở hỏa cái chuyển đạo và hay là nhà máu cơ tim bán cấp đường trước rộng. Hay là tại vì có sóng quy xuất hiện và ST vẫn còn trên lên. Đường cấp thì sao? Dạ. Nếu người ta nói là đây là cấp thì sao? Dạ, này từ em học thì nếu cấp thì sóng quy chưa xuất hiện, lúc đó ST còn dạng trên nhưng còn. Chúng ta sẽ giải quyết cái từ đất bán đất và mạng và tái nhỏ.
chuyển tiếp tiếp tục xương tiền đầu. Chúng ta vẫn còn là bệnh án được 50 năm một chút, không phải bệnh án của Mỹ bây giờ. Bệnh án Mỹ bây giờ cái lòng cái lượng cái đầu thiếu mình, cái đó cái lượng cái đầu thiếu mình. Nghĩa là hiện nay chúng ta trình bài bệnh án bằng trên mạng, nhưng cái bài soạn của em là cái link, em hiểu được chưa? Rất là công phu. Cái bài bệnh án em chỉ là đi chút xíu thôi, nhưng mà mỗi một cái gì đó là em nhắc một cái là nó sẽ ở đâu có một trang nó chạy vô để chứng minh cho nó, xong rồi em mới trở lại. Em hiểu được chưa? Rồi happy link, tất cả các bạn quen xài happy link chưa? Có cái gì hết đâu, muốn làm happy link cái bài của mình ngắn ngủn nè, có mấy dòng này, nhưng mà mỗi dòng mình nhấp vô cái nó gan can, rồi trong cái trang đó có mấy chỗ nữa mình nhấp vô cái nó gan can nữa, cái nữa. Mà vậy đó, hiện nay Mỹ nó yêu cầu làm bài vậy đó, chứ không phải là nãy giờ ông đọc xuống từ chân trước, tắt đi, đọc xuống từ chân trước.